Mục đích đợt diễn tập là nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên trong công tác nhận diện, khoanh vùng, cô lập điểm sự cố, khôi phục sớm các khu vực có thể cấp điện được, khắc phục nhanh nhất các thiệt hại sự cố lưới điện do thiên tai gây ra, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống. Để đảm bảo lúc thiên tai gây ra thì chúng ta phải thực hiện được phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo cái việc cấp điện nhanh nhất lại cho khách hàng sử dụng điện. Và thứ hai là rèn luyện kỹ năng để thực hiện của các đơn vị trong cái việc ứng phó với những cái thời điểm mà thiên tai gây ra. Và cái thứ ba nữa là nâng cao cái ý thức của các đơn vị trong cái việc phòng chống thiên tai. Trong đợt diễn tập lần này có trên 200 cán bộ nhân viên thuộc 10 đơn vị là điện lực các huyện, thành thị và các phòng ban thuộc Công ty Điện lực Nghệ An tham gia. Cùng với việc tham gia xử lý các tình huống giả định, các đơn vị còn trực tiếp khắc phục các khiếm khuyết trên hệ thống điện thuộc Điện lực thị xã Cửa Lò quản lý, vận hành. Cuộc diễn tập này rèn luyện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên có cái kỹ năng về vấn đề xử lý sự cố nhanh và thực hiện các biện pháp an toàn để lao động trên hiện trường một cách tốt nhất. Cái thứ hai là để thực hiện cái hỗ trợ phối hợp của các đơn vị trong cùng công ty điện lực Nghệ An hỗ trợ điện lực Cửa Lò thực hiện cái việc xử lý sự cố. Ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline, sửa chữa điện không cần cắt điện trên lưới điện 22 kV đã được công ty điện lực Nghệ An triển khai trong 5 năm qua. Qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, không gây gián đoạn trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của khách hàng. Ngay trong đợt diễn tập này, đội hotline đã trực tiếp thay sứ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, vệ sinh cách điện trạm 110 kV và nhiều sự cố khác trên đường dây cao áp đang có điện. Đội thì có 10 người thì hầu như là đã được qua huấn luyện bài bản về việc lên lưới. Và những đợt diễn tập này thì mình chưa nữa thì mình đúc ra những cái kinh nghiệm để mà thực hành thao tác lên lưới. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, buổi diễn tập đã được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Qua đó giúp các đơn vị trong công ty đúc rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp phương án khắc phục nhanh nhất sự cố lưới điện.